Hộp quẹt Zippo 231 Matte Pocket Lighter. Zippo 231 với chất liệu vỏ đồng, thau được phủ một lớp sơn tĩnh điện, giúp bề mặt bật lửa lên màu cực chuẩn và bền bỉ với thời gian, không lo phai màu. Thiết kế tối giản với hình dáng vuông vắn, vừa vặn với tay cầm, kết hợp với lớp sơn màu cam tươi mới và năng động tạo nên một mẫu bật lửa nổi loạn và cá tính. Hãy cùng Ambe tìm hiểu chi tiết chiếc bật lửa độc đáo này qua video dưới đây nhé. Zippo 231, phiên bản dành cho người chơi hệ phong thủy. Màu cam là màu của sự thay đổi và chuyển động, nó rực rỡ và tràn đầy năng lượng, nhưng lại không mang nguồn nhiệt mạnh mẽ như màu đỏ. Màu cam mang đến sự ấm áp thân thiện, một năng lượng trẻ vui tươi và là màu sắc luôn hợp thời. Chính vì vậy, Zippo 231 luôn nhận được sự yêu thích của nhiều dân chơi bật lửa đẹp. Mẫu sơn mát đem lại cho bật lửa một kết cấu hoàn hảo, không hiển thị dấu vân tay, không chảy sức nhiều như các nền Zippo mạ chrome và đồng thau. Đây là sản phẩm yêu thích của các anh chàng hay cô nàng mệnh hỏa. Màu cam rực rỡ kết hợp ý nghĩa của lửa tạo nên sự may mắn, thành công trong cuộc sống, đặc biệt về đường tài vận. Không khuất phục trước gió. Thuộc dòng Zippo Classic, hưởng trọn vẹn tính năng chống gió của một chiếc đời số, Zippo 231 khẳng định sự vững vàng, mãnh liệt ngay cả trước quạt máy. Rùa thép mạ chôm ánh bạc kiêu sa, tạo độ chảnh rất riêng, rùa chịu nhiệt tốt, giữ xăng lên đến 15 ngày hoặc có thể hơn. Buồng đốt thiết kế 2/3 ruột, chắn gió cực tốt. Với 16 lỗ tròn thông gió, Zippo luôn có đủ oxy để duy trì sự cháy. Bốc bột được quấn đồng cháy âm ỉ là lâu hơn, tiết kiệm nhiên liệu. Zippo chỉ tắt khi người chơi đóng nắp. Zippo 231 cho thấy âm thanh đóng mở rất vui tai, từng tiếng click trong và ngân vang về sau. Trong khi đó, âm lắp lại mạnh, dứt khoát, chất ngất. Đây là món phụ kiện tôn cá tính người chơi và giúp nổi bật ngay khi xuất hiện. Món quà cao cấp ý nghĩa. Với hai mặt trơn bóng không họa tiết, anh em có thể sáng tạo nên chất riêng, khẳng định cái tôi của mình bằng cách khắc họa tiết lên bề mặt vỏ. Có thể lựa chọn mặt trước, sau, mặt hông. Hãy liên hệ nhân viên của Ambe để được khắc miễn phí nhé. Ngoài ra, Zippo 231 còn là món quà ý nghĩa may mắn dành cho bạn bè, người thân. Một lớp sơn cam trẻ trung bao phủ cả mặt đáy, từng thông số được tính toán kỹ lưỡng, khắc cẩn thận và rõ nét. Năm sản xuất là ngẫu nhiên trong quá trình giao hàng, anh em lưu ý. Hộp giấy đi kèm thân thiện môi trường. Bên trong có bộ giấy tờ hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn cho người chơi. Ambe cam kết bán Zippo chuẩn Mỹ 100%, bảo hành trọn đời mọi chiếc tại cửa hàng. Nếu yêu thích em 231 này, anh em có thể đặt hàng qua website Ambe hoặc liên hệ trực tiếp nếu có vấn đề gì thắc mắc nhé. Shop luôn sẵn lòng tư vấn, giúp anh em sở hữu phiên bản phù hợp nhất. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé.